Dạ rồi, hello, em chào cả nhà. Chúc cả nhà có một ngày mới vui vẻ, an lành và gặp nhiều may mắn nha. Thì giới thiệu với cả nhà, hiện tại thì em đang có mặt ở quốc lộ 53. Cái đoạn này là gần thị trấn Long Hồ cả nhà. Đi hẳn là để mình đi về vòng xoay bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long đó cả nhà. Còn đi ngược lại là đi về hướng Vũng Liêm, Trà Vinh rồi đó. Đây, giờ đối diện cái chỗ em đang đứng là cái chỗ mà bảo hiểm xã hội nè cả nhà, tòa nhà màu xanh lớn. Rồi giờ mời cả nhà cùng đi xem đoạn đường quốc lộ nè 53 này nha. Đây có quán ăn chay nữa nè. Ủa, phải không? Đúng rồi, quán đồ chay. Nước ép nữa. Tại thấy nước ép nữa. Anh tưởng đâu? Quán ép không? Ừ, đồ ăn chay tính đâu dẹp rồi chứ. Ủa, đây có bán dừa sáp nó hay gì nè. Sao biết cái nào là trái dừa sáp vậy? Thì trái dừa người ta trồng cái cây dừa sáp á. Rồi bắt đầu người ta hái xuống. Người ta bán. Chứ đâu phải là trái dừa sáp là cây dừa 10 trái mới được trái dừa sáp đâu. Đấy hả? Đúng rồi. Vậy mà em tưởng 10 trái được trái dừa sáp không? Đâu có, tùy cái giống thôi, cái giống cây dừa sáp là nó sẽ cho ra trái dừa sáp. Mà mắc tiền lắm á nha. Đúng rồi. Mắc cách mấy lần dừa bình thường mà. Đúng rồi. Bên đây là bến xe khách Long Hồ rồi đó nha. Xe nó đi chở khách hết cái gì rồi. Ở đó có bán vé xe bình thường đó. Ghê vậy. Đây là gần thị trấn, đây xuống đây là thị trấn Long Hồ nè cả nhà. Dạ ở đây quán ăn đồ nhiều ha. Rồi chỗ này là chỗ gì nha? Trung tâm văn hóa thể thao. Ở đây ta thường gọi là ngã tư Long Hồ đó nè cả nhà. Quẹo trái là đi vô trong quân gì quân đội gì đó, thường tiễn quân trong đó đó. Cái gì ta? Ở bán dây dù không? Nghe quen quen. Đây là chợ Long Hồ, trong đây cái nhà quẹo phải vô cái đường này là vô chợ Long Hồ. Chợ Long Hồ rất là lớn. Dạ. Kéo khăn lên kìa. Cảm ơn. Rồi, sao? Không, đi tiếp. Ồ, ở đây ta bán cây quá trời ha. Long Hồ nè. Em đang rất căng thẳng ha em. Dạ. Em đang rất là căng thẳng phải không? Dạ đúng rồi. Sao vậy? Hả? Sao vậy? Tại em giữ béo nè. Giữ béo giờ nó không chịu bú cái gì. Nó ăn bú. Không, với lại phải ngồi thẳng vậy nè, béo nó mới bú được. À, đây là cầu ngã tư rồi cả nhà. Đây đó là công viên phải không? À. Wow. Ta chuẩn bị xây gì quá trời ta. Anh nghĩ ở đây chắc ta xây công viên nữa gì đó. Đây công trình nhà bia kỷ niệm. Nhà bia hả? Ừ, bia kỷ niệm á. À, là mấy cái người đó mất rồi đúng không? Hình như vậy hay sao á, em cũng không biết nữa. Để bia mấy người đó mất rồi đó đó. Đây là Ủy ban Nhân dân nè cả nhà. Chỗ này để làm giấy tờ đất rồi á.
tòa án hả? Nói chung là cái gì mà bên nhà nước rồi ở dưới đây hết á. Gom gì đây cho luôn ha. Ừ. Chi cục thuế nữa kìa. Cái gì của huyện Long Hồ đó gom về đây sạch sẽ luôn á. Bên đây hồi xưa là giao thông rồi về đây là giải quyết nè. Bây giờ dời qua bên kia rồi. Chắc vài năm sau nó chắc lên thành phố đúng không ta? Không biết được à. Ngân hàng Agribank nè, giờ không có dời qua cái tòa nhà bự bự rồi nè em. Đấy hả? Ừ, đây là thẩm đi vô lãnh xe cho thằng Châu á mới biết á. Hồi xưa là lãnh bên kia. Ủa không phải tòa nhà này, cái này là cái gì? Là kho bạc nhà nước của huyện Long Hồ. Đây nè, đúng rồi, kế bên nè, cái bãi quá trời xe luôn. Đúng rồi, điều đó đó, mấy ảnh ngồi kìa. Ờ, còn này là gì, bự dữ hả? Còn này gì không biết luôn nè, này mới khánh thành cái gì quá, mới chát luôn ha. Ờ. Đẹp quá. Ôi nó dài nè ông nội ơi. Về Mỹ dưới kia luôn cả nhà ơi. Gì là trung tâm hành chính. Ủa là sao nữa? Hồi nãy là kho bạc là khác nữa hả? Kho bạc khác, trung tâm hành chính khác. Trời đất ơi, lớn quá trời lớn luôn. Ồ, ta còn hơn cái sân bóng đá nữa. Bán hàng rồi về đây nhóc ha. Điện máy xanh luôn đó nè. Ồ, điện máy xanh thì chắc máy mở cái gì quá. Hồi xưa đi đâu thấy vụ này. Đó là chuẩn bị mở phóng đường gì đó nè. Bảo đảm luôn á. Đang phóng đường trống á. Thường thường á đường ta làm á là ta lù lù ở trong rồi ta lo. Bắt đầu phóng ra cái đột sức bất ngờ nha. Hết hồn luôn á. Hết hồn á. Làm đâu ở trong sẵn rồi. Mở đường ra phóng một cái. À, nó phóng từ điểm cuối rồi ra đây là điểm đầu thôi. Để là chuẩn bị phóng đường nữa hay gì là để đóng cái ớn không? Đúng rồi, đóng gì trời, đóng đất gì đó. Không biết luôn. À, đây có cây xăng nữa hả? Xăng này chắc cũng mới đây chứ không lâu đâu. Ở đây gần trường học hay gì á, quán cà phê thấy để xe đạp quá trời luôn ta. Rồi ta, đây nè. Quá không, trường học phải không? Học đúng hả? Rồi. Trường học. Cơ sở thực chất hả? Ờ, hàng chi thấy quán cà phê gì đâu mà để xe đạp quá trời luôn. Đâu phải cửa hàng quán xe đạp đâu mà để quá trời đấy. Ghê ha. Trường học cũng lớn quá trời lớn ha. Ừ, thực chất hả? Ừ. Rồi. Siêu thị điện máy chợ lớn đây nữa nè. Wow, tưng bừng quá vậy, quà luôn kìa. Cây đó cây gì trời, hình như bà bảy cũng mới trồng cái đó vậy á. Cháo lòng hủ tiếu. Wow, đường này đẹp quá ha. Đường đẹp hay chứ. Trời mát mát nữa. Đã quá à. Nổi hết. Quá lớn luôn. Ở dưới đây nó phát triển quá nè. Đây phát triển trong mặt luôn á. Mới có mấy tháng đâu đi xuống đây đâu đúng không ta? Đúng rồi. Hồi đợt tiễn anh Tư đi thì có đi xuống đây một lần. Nửa năm rồi ông già ơi. Nửa năm hả? Nửa năm không dạ. Không đi xuống cái con đường này cả nhà. Xuống đây. Anh còn một năm luôn rồi, anh vô là một tuổi rồi. Anh Tư đi, anh Tư đi nghĩa vụ là gần một năm hả? Ờ, anh Tư đi nghĩa vụ là gần một năm rồi. Trời đất ơi. Đây quay nó lẹ ghê trời. Mình tưởng đó nha, nó ấy ha, về năm rồi đó. Mới tưởng là mấy tháng không á. Mà thiệt cũng gần năm mà cũng 10 11 tháng rồi.
giờ ở đây có chợ dân lập hay gì á, chợ nhỏ nhỏ gì nè, thấy người ta mua quá trời luôn. Thiệt em ơi, ghê ta, nói là chúng nói luôn rồi. Có chợ kìa. Hồi trước á là mình đi ngang mình có thấy là chỉ có vài bà bán ở ngoài cặp cái dưới hè này thôi. Bây giờ người ta mở rộng cái khu đó vô người ta bán luôn. Chợ dân lập hả chứ? Ừ, là dân tự lập lên á. Kêu giờ chợ dân lập á. Giờ này bán đồ ăn sáng nhiều quá nè. Đúng rồi. Bán gì đây? Cho thuê nhà trọ. Cho thuê nhà trọ. Ghê vậy? Bonsai không ạ? Ôi, cái cảnh bonsai đẹp quá ha. Cái này chắc nhặt vũ mướn hay gì nè. Ủa, không phải, cho thuê nhà khách. Thấy để đồ quá, phơi đồ quá trời luôn. Để đâu giặt đồ mướn chứ. Gì vậy ta? Ví dụ gì mấy xe tải này chạy chậm hết trơn rồi. Vậy này người ta bán cò rồi nữa trời. Wow wow wow. Nón đẹp. Này chi mấy anh xe này đang chạy mà dừng lại đột sức. Là mình ngỡ ngàng hết trơn. Tưởng đâu có mấy anh giao thông hơn trước cái gì. Quán này mới mở nữa nè, quán cơm nhà lá. Ồ, ở đây công trình gì đang xây dựng nữa nè. Trời ơi, cái cây này cái gì ngộ trời. Cây mai. Cây mai, nó ép lại ngộ hả? Cây mai. Mai ép dẹp lép hả? Ép như cái quạt vậy ha. Ở giao thông chưa không? Nhìn như lâu đài vậy ha. Rồi, đây có nguyên hồ sen luôn nè em, đẹp quá em. Mình chưa có bông ha. Có bông mới đẹp. Có bông đẹp dữ nữa. Rủi rồi, quá buồn. Tháng 10 em mới có bông cái gì á. Đúng không? Mình tháng 10, 11, 12 rồi. Thì bây giờ nó rủi rồi đó. Vậy chứ không phải tháng 10 đẹp nhất bông sen hả? Tháng 10 không ơi. Đồng tháng 10 á. Vậy hả? À, đồng tháng á hả? Vậy tưởng đâu tháng 10 đẹp nhất bông sen chứ. Chi rồi. Là anh tía tưởng là tháng 10 là bông sen nó nở á, là đẹp nhất là bông sen, chứ có bông sen là nở tháng 10 đẹp nhất thôi. Đồng tháng 10 á chứ gì. Vậy á. Yeah. Béo la kìa. Béo la kìa được không? Được. Lão bò bẫy mập. Giật
liệu xây dựng này chắc mới mới khai trương đây nữa hay gì nè em, thấy cũng mới cháo à. Vật liệu xây dựng xanh. Ghê ha. Bé nó la quá, thôi để anh quay cho. Không phải dừng lại cho nó đi ra ngoài nó chơi á. Vậy hả? Dạ. Phải sao sẽ tới đây luôn đi rồi. Dạ, tới cầu luôn đi. Ờ, à, rồi chào cả nhà luôn. Tới đây thì cũng hết đường quốc lộ năm qua rồi. Khúc đoạn này rồi. Qua bên kia là của Vĩnh Long. Tạm dừng. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm và theo dõi. Xin mến chào, hẹn gặp lại clip mới nhất nha. Cho anh Béo nhà ngoại anh chơi chúc cả nhà ơi. Rồi xin chào và gặp lại ở clip tiếp theo. Chúc cả nhà có một ngày mới vui vẻ. Bye bye.